tuổi nhỏ tiếng nói của tớ, quan điểm của tớ, tớ bị cận, cá tính của tớ. Cứ thả lỏng ra. Tội mà tớ làm thì thường đấy là sự thật. Chúng ta có ba bạn, ba bạn để hít lè chúng ta thì đương nhiên chúng ta buồn. Thế cậu có buồn không? Ở trên thế giới có rất nhiều chuyện ly kỳ và khó giải. Ở Hà Nội cách không xa có một làng nghề tên là Trịch Xá. Nơi đây có một chuyện rất là hay. Đang có một cách để cứu người và hồi sinh người mà đã bị ra đi. Cực kỳ khó hiểu này. Chú ý các bạn nghe nhá. Tại sao mình lại ở đây cùng với con trâu này? Có một loài cá voi rất cô đơn. Sữa bò cũng thế, sữa chó cũng thế, sữa dê cũng thế. Nhưng mà sữa của con hà mã lại có màu khác. Bố mẹ vừa đè mình xong, bố mẹ nhìn thấy hết rồi. Mình chuyện bình thường đúng không? Chuyện bình thường mà. Bố mẹ luôn. Thế thôi bé. Chuyện bình thường. Hôm nay đến với một trò chuyện, chúng ta sẽ nói về vấn đề bạo lực gia đình, tình yêu tuổi nhỏ. Càng ngày trái đất càng nguy hiểm hơn, vấn đề lớp trưởng. Tớ muốn trở lại làm dân thường. Được điểm 10, chưa chắc là những bạn ngoan. Vấn đề xâm hại tình dục trẻ em. Cháu sợ lắm, dù cứ cách xa cháu khoảng hơn 100cm. Có cách gì để mà bảo vệ chính bản thân mình? Chúng ta sẽ phải cách người lạ khoảng 2,5m. Chúng mình muốn gợi ý, hướng dẫn cho bố mẹ cách dạy con. Khi mà con hư, mẹ tớ nhốt tớ vào tủ. Bố mẹ làm đánh là bởi vì mình hết ấy. Bố mẹ sẽ kiềm chế những cơn giận của mình. Mình sẽ trừng trị một cách làm người ta đau đớn. Như kiểu là cho người ta úp mặt vào tường này, khoảng hơn 15 năm này. Cái đấy không đúng lắm. Khi mà mình làm sai sau đó bị cô giáo nhắc nhở. Mình hỏi là ai là người nói cô giáo biết khi mà cô giáo không có ở lớp? Xin chào và cảm ơn các bạn đã đến với chương trình Phóng viên cấp 1 của chúng tôi. Chương trình này sẽ có những vấn đề đáng chú ý sau đây.